một tràng pháo tay thật lớn dành cho đương kim hoa hậu Hoàn Vũ Miss Cosmo Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh. Xin được cảm ơn một tiết mục xuất hiện vô cùng ấn tượng đến từ hoa hậu Bùi Xuân Hạnh. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Hành trình đến với Miss Cosmo năm 2024 là một hành trình không hề dễ dàng và là một thử thách to lớn đối với đại diện Việt Nam. Do đó, trên hành trình này, Xuân Hạnh đã nhận được rất nhiều sự đồng hành, hỗ trợ, chỉ bảo về chuyên môn và đặc biệt còn có cả sự chia sẻ và tình yêu thương đến từ một người chị vô cùng thân thiết của Xuân Hạnh. Ngay bây giờ, xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau hướng mắt về màn hình theo dõi đoạn video sau. Hello everyone, I am Ngọc Châu. And I'm a National Director of Miss Cosmo Vietnam. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Hoa hậu Ngọc Châu, Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Việt Nam, đơn vị giữ bản quyền và đề cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Cosmo, sẽ chia sẻ về quá trình đồng hành cùng với Xuân Hạnh và những dự định tiếp theo. Cảm ơn Đô rất là nhiều và trước khi Ngọc Châu chia sẻ thì xin cho phép Ngọc Châu được gửi đến tất cả quý vị, quý anh chị cũng như là các bạn fans, người hâm mộ Xuân Hạnh ngày hôm nay đã dành một thời gian trong một buổi chiều đẹp đẽ như thế này để đến đây cùng chung vui với Xuân Hạnh và tiếp thêm cho Xuân Hạnh nhiều năng lượng trong hành trình sắp tới của mình ạ. Và thực ra thì em cũng cảm ơn mọi người đã dành cho em một cái moment nhỏ nhỏ này. Thực ra là em có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó chính là câu giờ cho Xuân Hạnh thay đồ chứ không có gì hết trơn. Dạ, và nói về cái hành trình mà em và Xuân Hạnh đồng hành cùng nhau thì thực ra đây là một cái hành trình nó rất là mới đối với bản thân Ngọc Châu. Và Xuân Hạnh cũng vậy, là một cô gái đầu tiên đại diện Việt Nam khi đến với Miss Cosmo. Với Châu, Xuân Hạnh là một người em, bạn có rất là nhiều năng lượng, sức trẻ ở trong người rất là nhiều. Và Xuân Hạnh luôn luôn là một người tìm kiếm những cái thứ mới và muốn thử sức mình nhiều hơn. Thì với Châu đó là một trong những cái thế mạnh mà Xuân Hạnh có ở đến thời điểm hiện tại. Và thực ra thì khi đồng hành với Xuân Hạnh nó cũng không dễ dàng đâu mọi người. Bởi vì bạn muốn thử quá nhiều thứ nên là Châu và tất cả mọi người cũng gọi là cũng ngồi lại phải bàn bạc với nhau, phải thảo luận với nhau làm sao để có được một cái phương án tốt nhất, làm sao để mà tất cả mọi thứ nó đều hài hòa và Xuân Hạnh phải thật sự thoải mái và thật sự tỏa sáng trên cái hành trình mà Hạnh đang đi. Thì với Châu nó cũng là một cái hành trình rất là tuyệt vời và Châu hy vọng rằng bằng tất cả những sự nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, tính đến thời điểm hiện tại, những gì mà Xuân Hạnh có được, một phiên bản Xuân Hạnh mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, cá tính hơn. Và Châu tin chắc chắn rằng là ngày hôm nay khi mà mọi người nhìn thấy cái hình ảnh Xuân Hạnh như vậy, chắc chắn mọi người cũng sẽ vui và cũng sẽ gửi cho Xuân Hạnh một cái tình yêu giống như Châu đã gửi cho Xuân Hạnh. Và hy vọng rằng là mọi người vẫn sẽ đồng hành và ủng hộ cái hành trình sắp tới của hai chị em, cũng như là hành trình Xuân Hạnh đến với Miss Cosmo 2024. Xin cảm ơn mọi người. Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Ngọc Châu và cũng xin mời Ngọc Châu nán lại sân khấu. Ngay bây giờ xin được mời Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh sẽ lên sân khấu để đến với nghi thức trao sát Hoa đại diện Việt Nam tham gia Miss Cosmo năm 2024. Dạ, câu giờ thành công rồi mọi người. Mọi người ơi, hôm nay Xuân Hạnh có đẹp không ạ?
Và ngay bây giờ xin mời Hoa hậu Ngọc Châu, Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Việt Nam sẽ trao hoa và sách cho Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh. Một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Cảm ơn Hoa hậu Ngọc Châu và xin quý vị hãy chúc mừng cho đại diện Việt Nam, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh đã chính thức đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo năm 2024. Chúc cho Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh sẽ thi đấu thật tốt tại đấu trường giải sắc quốc tế. Xin được cảm ơn Hoa hậu Ngọc Châu và xin được cảm ơn Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh. Và bây giờ xin mời Ngọc Châu có thể quay về vị trí của bạn. Xin mời Xuân Hạnh lắng lại sân khấu.